Đường dây luôn ha. Giờ được đường dây luôn nè em, con này thì quá gọn rồi. Nếu mà đứt là nó không có tiêu. Có con vít này thì tiện hơn nữa cho anh em nè. Bây giờ mấy anh em mình đo thử anh em xem ha. Bật lên, con, giờ đo điện đi. Cái này là bên Dương là không có tiêu rồi ha. Nha. Yeah. Dương là không có tiêu. Rồi bên Dương, bên nóng. Ở bên nóng nè. Nóng lên ha. Rồi. Bấm mình cái này nó có chế độ lưu luôn nè. Rồi lưu luôn. 220 nè, miết vô lưu luôn nè, buông ra là nó lưu luôn. Rồi buông ngay là lưu luôn nha anh em. Lưu luôn nè. Rồi ok quá tiện luôn, nhỏ gọn luôn. Rồi đo thêm khác cho anh em xem ơi. Không mà. Thì do được dây nóng cái lạnh này lo do được. Mà. Đất không kêu ha. Bây giờ mình thử đo thông dây cái này coi. Thông dây. Ừ, đo thông mạch luôn. Thông mạch cứ thông này đi. Mày đo thông này. Nè. Đó chị, kêu đó không? Kêu đó không? Kêu đó. Nó kêu rồi. Nó có hai chức năng vậy thôi. Giờ điện với thông mạch, đứt mạch thôi. Giờ điện thông mạch đứt mạch. Rồi, con xài quá trời gọn nha. Con này thì nhỏ gọn quá anh em ơi. Mấy cái chức năng cơ bản thì nó cũng làm được rồi. Đó, tắt kìa, tắt đèn luôn. Con này thì anh em nào gọn gọn thì cầm mấy con này như cây viết của mình luôn ha, móc lên túi thôi, có chị nhỏ. Con này thì mấy anh em mình cũng đầu tư thêm con này luôn, xài cũng khá là yên mấy anh em.